Chào các bạn, hôm nay tôi đã làm thành công được cái module Cap Sensing. Cái module Cap Sensing này là cái module đọc cái nút bấm bằng cách là chạm tay. Thì ở đây tôi có viết phần mềm trên 16F877A. Đấy, và lạp vào mạch thực và truyền qua tín hiệu RS232 lên máy tính. Hiện nay chưa có gì nothing. Đấy, thì đây là module phần cứng. Tôi dùng cái bo thí nghiệm đa năng. Còn đây là cái nút bấm mình làm ví dụ, cho nên là không cần phải 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 làm đẹp. Thì ở đây các bạn nhìn ở trên, nhìn trên cái màn hình này này. Đấy, hiện nay là đang là nothing nhé. Thì ở đây là tôi sẽ chạm tay vào này. Này, chưa để chuẩn bị này. Chạm tay vào đấy, bỏ ra này. Chạm vào này, bỏ ra này, chạm vào này, bỏ ra này, chạm vào này, bỏ ra này. Đấy thì nó cái module khi mà chạm vào rồi nó có cái cap sensing tox đây, ví dụ như này, chạm vào này, đấy, bỏ ra này, chạm vào này, đấy, bỏ ra này, đấy. Như thế thì chúng ta sẽ phân biệt được là nút nó sẽ bấm. Đấy. Đâu? Đây. Đây là tôi giữ nút này, nhả ra này. Bấm nút này, nhả ra này. Đấy.